Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Tin nóng, cả nước chấn động khi biết được lý do thật sự khiến ông Bảy Phúc bị đá bay ghế, sừng sốt với số gia sản khủng của gia tộc Nguyễn Xuân Phúc bị tịch thu. Và vợ ông Phạm Minh Chính có thể sẽ tiếp bước bà Nguyệt Thu, vợ ông Phúc vì liên quan đến đại án Việt Á. Thưa quý vị, hiện tại thông tin của ông Nguyễn Xuân Phúc tràn ngập trên mạng xã hội và báo chí đâu đâu cùng bàn với ông Chủ tịch nước Việt Nam mà bị mất chức như vậy. Bên cạnh đó, cũng không ít dư luận cả nước quan tâm đến khối tài sản của gia tộc Nguyễn Xuân Phúc. Vì ai cũng biết liên quan đến vụ đại án Việt Á thì bà Nguyệt Thu, vợ của ông Phúc nhét túi số tiền cực khủng. Khi nói về gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc thì ai cũng biết trong giới chính trị gia hiện nay thì ông Nguyễn Xuân Phúc là người giàu thứ hai trong số các chính trị gia Việt Nam. Vào năm 2014, ông Nguyễn Tấn Dũng được xếp hạng là chính trị gia giàu nhất Đông Nam Á. Nhưng đến bây giờ, tài sản của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa là gì khi so với ông Trần Tuấn Anh, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Và tới đây, ông Trần Tuấn Anh sẽ được quy hoạch vào tứ trụ trong khóa 14 đến. Ông Trần Tuấn Anh được xem là người giàu nhất, một thái tử đảng và là con trai của nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương. Và người giàu thứ hai chính là ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ Nam ra Bắc, từ công ty nhỏ đến công ty to, chỗ nào cũng có dấu chân của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc. Chỗ nào cũng có cổ phần. Gần đây nhất là một doanh nghiệp trúng gói thầu 4.000 tỷ ở tại Vĩnh Phúc, cũng là công ty mà bà Nguyệt Thu có cổ phần. Ở đây tất cả đều được cho là bà Nguyệt Thu quản lý hết. Mà quý vị cũng đặt câu hỏi là nếu không có cái gật đầu đồng ý của ông chồng quyền lực, liệu bà Nguyệt Thu có dám hô mưa gọi gió trong một thời gian dài như vậy hay không? Chuyện làm ăn điều hành kinh doanh, chuyện lớn, chuyện bé, không lẽ vợ chồng đều giấu nhau? Bởi vậy cũng không thể đổ hết lỗi cho một mình bà Thu được. Thưa quý vị, chúng ta là những người khách quan và nhìn nhận đa chiều, chúng tôi tôn trọng ý kiến của quý vị và cũng tôn trọng sự thật khách quan. Những chuyến bay giải cứu khi trục lợi từ vé máy bay, tiền vé thì cao kỷ lục và vụ trục lợi từ kit test Việt Á và cho đến ngày hôm nay, nhận được kết luận của ông Nguyễn Xuân Phúc là buộc ông phải thôi hết tất cả các chức vụ trong đảng và nhà nước. Với lý do trong thời gian còn đương chức làm Thủ tướng Chính phủ đã để cho hai thuộc cấp của mình là hai phó thủ tướng vi phạm rất nghiêm trọng. Và theo như góc độ nhìn nhận khách quan thì có thể bà Nguyệt Thu sẽ không bị khởi tố và ông Phạm Bình Minh cũng không bị truy tố. Và tới đây là không chỉ ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Trọng sẽ còn chơi lớn, còn rất nhiều cán bộ lãnh đạo cần xử lý tiếp theo. Quay trở lại với lý do thực sự khiến ông Bảy Phúc bị đá bay ghế phải về vườn làm người tử tế. Như chúng ta đã biết thì ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thì được báo chí đăng tải là miễn nhiệm chức vụ, nhưng còn đối với ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại là cho thôi chức vụ. Chúng ta thấy rằng đây được biết là có một phe rất lớn, có sự chỉ đạo từ Ba Đình chứ không đơn giản. Còn nhớ Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Trung ương bất thường lần thứ hai để miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thì báo chí đã đăng tải trước đó 2 ngày, nhưng ở kỳ họp bất thường lần thứ 3 thì báo chí lại không hề cho đăng tải. Lý do vì sao Trung ương lại chậm trễ trong việc đăng tin và khi kết thúc hội nghị Trung ương thì báo chí mới đăng tải và tờ báo Dân Trí là báo đăng tin đầu tiên trong hơn 700 trang báo. Cả báo giấy lẫn báo điện tử, Trung ương chỉ có chỉ đạo như sau. Liên quan đến thông tin của cuộc họp Ban chấp hành Trung ương khóa 13 ngày 17 tháng 1 năm 2023, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau. Một, tuyệt đối không phát tán, chia sẻ bình luận các thông tin liên quan đến cuộc họp, kể cả thông tin từ báo chí chính thống, cho đến khi có thông báo mới. Thứ hai, thông tin đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không phát tán, chia sẻ tin giả, các thông tin sai sự thật, các quan điểm sai trái về cuộc họp. Thứ ba, kịp thời thông tin trao đổi khi vấn đề nóng phát sinh trên địa bàn. Đây là ba nội dung mà Ban tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cho tất cả các bộ, ban ngành, đoàn thể và 5,2 triệu đảng viên trong cả nước về cuộc họp Hội nghị Trung ương khóa 13. Thông tin liên quan đến Bộ Chính trị họp hồi tháng 7 năm 2022, cuộc họp đầu tiên về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Chính trị đã kỷ luật 2 ủy viên ở khóa 13 này và còn 16 ủy viên Bộ Chính trị và 2 ủy viên đang trong tầm ngắm. Đó là ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội
và ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị xem xét kỷ luật vì liên quan đến đại án Việt Á và chuyến bay giải cứu, và người trực tiếp liên quan đến vụ án là bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới quan sát chính trị đánh giá là một người rất mạnh tay với những ý kiến trái chiều. Nhiều người đã từng đưa tin không thuận về ông, trong đó là một số nhà báo nổi tiếng hiện nay đều đang ở trong nhà tù và đang thụ án từ 5 đến 10 năm. Ví dụ như nhà báo Trương Duy Nhất. Quý vị còn nhớ năm 2019, một vụ việc xảy ra khá nổi cộm ở Hà Nội tại trường Gateway, và người đưa tin nhiều nhất cho vụ án này là nhà báo Đặng Như Quỳnh, anh Đặng Như Quỳnh vừa rồi bị bắt do vi phạm điều 331 và thụ án 2 năm tù. Cũng trong một thông tin liên quan, vì sao bà vợ bí ẩn của Thủ tướng Chính xuất hiện hoành tráng không thua bà Nhàn vào dịp đầu năm, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gây một bất ngờ lớn, tuy nhiên không liên quan đến công việc mà chỉ liên quan đến đời tư của ông. Bởi vì người ta thấy phu nhân Thủ tướng lộ diện nhân dịp cuộc họp đầu năm ở chính phủ dành cho các ngoại giao đoàn ở Hà Nội. Một dịp rất đông đủ của tất cả các cộng đồng quốc tế ở Việt Nam, gồm các ông đại sứ, đại diện, trưởng đại diện, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cùng phu nhân và phu nhân của họ. Lần đầu tiên người ta thấy Thủ tướng dẫn theo phu nhân trong lễ phục sang trọng và nhan sắc có thể nói là xinh đẹp không thua ai, kể cả Thanh Nhàn. Một phụ nữ rất đoan trang, áo dài dân tộc, văn hóa thổ cẩm, lại đeo kính gọng vàng, đi tay trong tay với Thủ tướng. Đây lại là một dịp cùng tôn giới bút của giới báo chí và những người bình luận chính trị, xã hội Việt Nam. Câu hỏi vì sao ông lại giấu bà vợ của ông quá lâu, không biết vì sao mà ông không mời bà cùng đi với ông trong những chuyến công du đi quốc tế. Sao ông Chính trước đây không làm như vậy? Ông bà Dũng hay ông Nguyễn Xuân Phúc xuất ngoại bao giờ cũng đưa các bà đi, không phải ngẫu nhiên mà ông Chính giới thiệu vợ của mình xuất hiện vào đầu xuân năm mới đâu. Để xóa tan những câu hỏi, những vấn đề được đặt ra bao lâu nay. Vậy giờ nhiều người đã an tâm rồi, đã hài lòng với câu hỏi rồi, để ông Chính chuyên tâm làm đại sứ. Thưa quý vị, một người vào lò mới nhất ngày hôm qua là Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, tống đặt bà Ngọc Thu, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Theo như trước đó, thì như quý vị đã biết, hai nhân vật cao cấp nhất tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư tỉnh ủy và cựu chủ tịch Đồng Nai và nhiều bị can khác đã khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cách đây 6 tháng, cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can Phan Huy Anh Vũ, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngoài ra, còn có 7 bị can khác là nhân viên của công ty AIC và của công ty thẩm định giá thế hệ mới và công ty liên doanh tư vấn y tế Mediconsul Việt Nam. Nhưng Đồng Nai chỉ là một trong rất nhiều tỉnh, thành phố mà đế chế AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm ăn đấu thầu ở đâu là chúng ở đấy. Đã chúng những hợp đồng hàng trăm tỷ đồng, hàng loạt dự án mà tài chính là đầu tư công liên kết giữa doanh nghiệp và các thế lực có quyền có chức đã bòn rút tiền của nhà nước. Rất khó cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an phanh phui đến cùng. Tất cả các thế lực chính trị rất phức tạp đều hỗ trợ và giúp đỡ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chắc chắn có những bàn tay quyền lực ở cấp cao, bởi vì Thanh Nhàn đi đấu thầu ở đâu, ở tất cả các bộ, các ngành, ở tất cả các tỉnh đều được ưu ái tối đa, đều trúng thầu. Tháng 10 năm 2017 đã trúng gói thầu 90 tỷ đồng của một dự án nâng cấp kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ còn lại những bức ảnh chụp Trần Bình Minh và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng trong năm 2017. 2000 đã trúng gói thầu hơn với giá hơn là 30 tỷ đồng của một dự án ở Học viện Chính trị Quốc gia. Tiếp đó, thì Thanh Nhàn trúng nhiều gói thầu về cung cấp hệ thống điều hành thông minh cho các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế. Sau đó, tập đoàn AIC của Thanh Nhàn lại trúng hàng loạt gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại các tỉnh thành trên cả nước như Bạc Liêu, 40 tỷ. Giá là 27, Quảng Ninh, 37 tỷ. Điều lạ lùng nhất là Thanh Nhàn đã trúng thầu ở những lĩnh vực mà tập đoàn AIC của Nhàn không có chuyên môn. Tại sao Đài Truyền hình Việt Nam lại cho bà trúng thầu trong khi tập đoàn AIC không hề có chuyên môn trong lĩnh vực về công nghệ truyền hình? Cũng như vậy, AIC Group không hề có chuyên môn trong công nghệ thông tin, nhưng lại được ông Nguyễn Xuân Thắng ưu ái cho chúng những gói thầu về thông tin ở Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.
Bởi vậy, sau Quảng Ninh và Đồng Nai, thì ông Trọng và Tô Lâm còn rất nhiều việc để làm sáng tỏ, để giải đáp thắc mắc cho những câu hỏi nói trên. Nhưng so với những thỏa thuận từ những hợp đồng mua bán thiết bị quân sự giữa Việt Nam và Israel, những hợp đồng nói trên chỉ là nhỏ. Vậy người ta đặt câu hỏi thế nhà làm gì? Vì sao lại cần nhà ở đây trong khi giữa Việt Nam và Israel có ngoại giao tốt? Có đại sứ quán ở Hà Nội, việc gì phải cần thanh nhàn là mây mối trong quan hệ làm việc để đạt được những thỏa thuận từ những hợp đồng mua bán thiết bị quân sự. Làm việc rất tốt để thanh nhàn mở rộng mối quan hệ cá nhân của mình với những nhân vật rất quan trọng, có tác dụng xây dựng được hình ảnh của thanh nhàn và giúp thanh nhàn kinh doanh tốt hơn nữa, thuận lợi hơn nữa và có lợi nhuận nhiều hơn ở trong nước. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.